Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi đến đây là để thuyết trình về bài tập thiết kế trang web của mình. Đối với tất cả mọi người thì nhu cầu ăn uống là nhu cầu quan trọng nhất. Vì vậy tôi đến đây để phục vụ giúp đỡ mọi người, thì là giúp mọi người tìm được đến những món ngon mà mình muốn ăn đến, có thể ăn tại chỗ hoặc là đặt hàng về tận nhà. Ví dụ đây là đặt bàn, một số chức năng cơ bản đặt bàn, ví dụ các món bạn muốn đặt. Đây là đặt bàn để ăn tại chỗ, đặt hàng. Chức năng cơ bản tăng giảm món ăn bạn muốn. Trang web của tôi có thể phù hợp cho tất cả các loại dòng máy, từ PC, laptop, iPad, thậm chí cả điện thoại mobile. Chức năng cơ bản phục vụ ưu đãi mọi thứ người dùng, giúp người dùng với những trải nghiệm tốt nhất và đóng góp ý kiến cho nhau. Mọi người có thể đóng góp ý kiến và gửi trực tiếp đến cho quản lý. Và đó, bài chương trình tôi xin hết đến đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe.